bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Hãy học cho giỏi mới trọn vẹn đạo hiếu. Quán Âm Thất kỳ này có nhiều học sinh tới tham gia. Các em phải hiểu rõ đạo lý hiếu thảo với cha mẹ. Lúc còn ở nhà thì mình nghe lời giúp đỡ cha mẹ dọn dẹp phòng ốc, nhà cửa, quét tước sạch sẽ, giúp cha mình cắt cỏ, làm những việc cần làm. Lúc đi học ở trường thì phải nghe lời thầy giáo, chuyên tâm nghe giảng bài, dụng công học tập, không nên để thời gian trôi qua lãng phí. Một ngày mình phải biết được một chữ, một ngày mình phải học một câu hay, đó là biểu hiện hiếu thảo với cha mẹ rồi đấy. Các em nhớ lấy, ở trong trường mình phải là một người học trò giỏi, về tới nhà mình phải làm người con tốt. Không những mình phải nghe lời cha mẹ dạy dỗ, mà mình phải nghe lời những người lớn tuổi hơn chỉ bảo. Cần hiếu thảo với cha mẹ, cần cung kính với người lớn tuổi, bởi vì họ là người có kinh nghiệm nhiều hơn mình. Họ có học vấn phong phú dồi dào hơn mình. Do đó, các em cần phải học tập nơi họ, coi họ là gương mới có tiền đồ quang minh sáng lạng. Nếu không thì con đường trước mắt của mình sẽ mờ tối, tương lai đời em sẽ chẳng còn hy vọng nữa. Là học sinh, các em cần có mục tiêu rõ ràng, định chí nguyện kiên cố. Phải có lòng kiên nhẫn, chẳng hề bị lay chuyển. Dù gặp trăm ngàn khó khăn cũng không thối lui. Có tinh thần như vậy thì sau này mới làm nên việc vĩ đại, thành bậc anh hùng hào kiệt. Lúc các em học hành thì phải dụng công đọc sách, không thể chơi đùa phá phách, mất thì giờ. Phải nhận chân học hành tất cả mọi thứ cần thiết. Như vậy thì mới không phụ lòng cha mẹ, không phụ lòng thầy cô, không phụ lòng nhà trường. Các em nên biết, đây là trường học của Phật giáo, chuyên môn giáo dục, dạy dỗ bậc hiền tài, để tương lai các em ra trường sẽ trở thành người hữu dụng cho thế giới. Hy vọng các em vì thế giới nhân loại mà mưu đồ hạnh phúc, không nên để cho thế giới trở nên suy đồi. Đó là hy vọng của trường mình. Các em ở đây học hành mọi thứ cần phải học tập một cách chân thật, nghĩa là dù một phút thời gian cũng không nên lãng phí, rằng thư sơn hữu lộ cần vi kinh, học hải vô nhai khổ tác châu. Nghĩa là núi sách vở có đường, con đường ấy là siêng năng, biển học vấn thì vô bờ bến, nhưng phải lấy sự gian khổ làm thuyền thì có thể vượt qua được. Các em phải có tinh thần nhẫn khổ nài lao, không nề hà gian nan, chẳng nên làm biếng mà phải tập tánh cần kiệm. Đối với một trang giấy hay một cây viết cũng phải quý trọng nó, đừng nên tùy tiện vứt bỏ đi. Trong sinh hoạt cần có quy luật, tối ngủ sớm, sáng dậy sớm, bớt coi tivi, đọc nhiều sách có trí huệ. Trong trường học có bài vở nào về nhà phải làm cho hết, lúc nào cũng ôn tập nó, bởi vì ôn cố nhi chi tân. Do ôn tập sách xưa mới học được trí thức mới. Sách coi qua một lần cũng có cái tốt của nó, các em chớ coi những sách hoạt họa vô ích. Ở Trung Quốc, vào thời Đông Hán, có một em nhỏ tên là Khổng Dung, thông minh vô cùng, lại biết hiếu thảo. Một ngày nọ, bạn bè tặng gia đình em một rổ trái lê. Người anh lớn của Khổng Dung chọn một trái lê lớn nhất. Lúc ấy, Khổng Dung chỉ mới 4 tuổi mà đã biết lễ nghĩa đạo lý, cho nên em chỉ chọn trái lê nhỏ nhất. Cha em hỏi rằng, vì sao con không lấy trái lê lớn nhất? Khổng Dung trả lời, bởi vì con tuổi nhỏ, con chỉ ăn trái nhỏ mà thôi, những trái lớn xin nhường lại cho cha mẹ và anh con. Các em nghĩ xem, Khổng Dung mới có 4 tuổi mà nó đã biết được phong cách khiêm nhường, thương yêu anh em, hiếu thảo với cha mẹ. Đức hạnh như vậy không phải là trẻ em nào cũng có. Tiếng thơm của em ấy lưu truyền thiên cổ, người nào cũng biết, bởi vậy mới có câu rằng, dung tứ tuế, năng nhường lê. Nghĩa là, Khổng Dung mới 4 tuổi đã biết nhường trái lê. Cũng tại thời Đông Hán, có một em bé tên là Hoàng Hương, lúc em mới 9 tuổi thì mẹ em chết. Em đối với cha vô cùng hiếu thảo. Lúc trời mùa đông thì em dùng thân mình để sưởi ấm giường chiếu của cha mình. Em sợ rằng cha mình bị lạnh. Đến lúc mùa hè, em dùng quạt để quạt giường cha mình, vì sợ cha nóng bức.
đó cũng là tâm hiếu thảo mà nhân gian mãi mãi lưu truyền. Rằng hương cửu tuế năng ôn tịch, nghĩa là hoàng hương mới 9 tuổi mà đã biết quạt giường cha mình. Hai em bé đó hành động như vậy của chúng là do tâm chân thành bộc lộ ra, không phải là chỉ bề ngoài giả tạo để lừa bịp người khác. Hành vi như vậy đáng để mình bắt chước. Các em đều là những trẻ thơ, cần học tập gương của hai em bé này, hiếu thảo với cha mẹ như thế nào, hãy lấy đó mà làm gương. Các em rất may mắn được sinh trong nước giàu có, sinh hoạt an định, vật chất phong phú. Ở trong hoàn cảnh ưu việt tốt như vậy, các em không học cho giỏi là cô phụ niềm hy vọng của cha mẹ và thầy cô của các em. Trên đất nước vô cùng sung sướng này, chúng ta luôn cần những người lương thiện, cần những người hiểu rõ đạo lý, hiểu thế nào là thương yêu đất nước, thế nào làm người công dân ưu tú. Các em học ở trường Phật giáo thì tương lai phải là mô phạm, là tấm gương cho xã hội, lãnh đạo người đời hướng vào con đường thiện. Các em phải lấy 6 tông chỉ của vạn Phật Thánh Thành làm tiêu chuẩn, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không từ lợi và không dối trá. Nếu các em tự làm được 6 điều này thì tương lai sẽ trở thành người ưu tú nhất trong thế giới. Tôi hy vọng các em sẽ trở thành người thập phần toàn vẹn, thành kẻ có thể ảnh hưởng người đời, cải ác hướng thiện, làm người có tâm đại bi, ban sự an lạc cho chúng sinh, diệt trừ những nỗi thống khổ của họ. Được như vậy thì thế giới này sẽ trở thành chốn đại đồng. Ha ha ha, 问什么的说呵。